Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền Tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 17 tháng 10 năm 2022 thì tối nay bên cơ sở lan rừng em cập bến đủ những cái mặt hàng kg, rất là nhiều những cái dòng hàng lan thuần đẹp hiện tại đang chuẩn bị mùa nụ mùa hoa Tết với cái giá cực kỳ là yêu thương để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và bên cơ sở lan rừng em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Đem báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí sẽ cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc Trung Nam trên toàn quốc ạ. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những cái mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có nhé. Trước tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là cái dòng lan kiếm tương tư hồng, hay còn gọi là kiếm hồng tương tư. Hiện tại đang rất là nhiều nụ và hàng thì bên em đã lọc cắt tỉa rất là kỹ. Cô chú anh chị thấy là một cái khóm như thế này thì rất là nhiều nụ luôn cô chú anh chị này. Và dòng lan này em xin phép được bán với giá là 120.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhé. 120.000 cho 1 kg, hiện tại thì nụ còn khá là ngắn nên là khi mà vận chuyển đến tay cô chú anh chị thì chắc là nên là nụ còn khá là nguyên vẹn. Và cái dòng này thì mùa nụ mùa hoa cũng là cái mùa ghép rất là tuyệt vời đấy ạ. Sau bên này đây sẽ là cái dòng lan hoàng thảo chuỗi ngọc ạ, với những cái thân thắt đốt sáng bóng, hứa hẹn cho một mùa hoa rực rỡ. Và hiện tại những cái mắt nụ này đang bắt đầu là sưng, những cái mắt nụ là đang bắt đầu là trồi chuẩn bị trồi mầm nụ rồi cô chú anh chị nhé. Cái hoàng thảo chuỗi ngọc ạ, thân căng bóng cực kỳ là đẹp như vậy, em bán với giá là 180.000 cho 1 kg. Nói chung là hoàng thảo chuỗi ngọc thì hàng không có về đều cô chú anh chị ạ. Sang bên này đây sẽ là dòng dáng hương tam bảo sắc, cô chú anh chị thấy là cái lô hàng đẹp mê ly luôn. Những cái cây lá xếp và cây thì từ nói chung là đây là cái hàng đã tuyển chọn cô chú anh chị nhé, từ tầm cây vừa cho đến cây lớn chứ không có hàng cây nhỏ ạ. Nên là với những cây như thế này khi mà về tay cô chú anh chị ghép thì sang xuân mình có thể một cây có thể cho đến 2 chùm hoa rất là tuyệt vời luôn, ít nhất là 2 chùm hoa cực kỳ là đẹp luôn cô chú anh chị ạ, có thể tạo ra những tác phẩm rất là tuyệt vời đây cô chú anh chị. Cây bản lá xếp, lá ngắn xếp rất là đẹp như thế này, bản lá dày luôn cô chú anh chị nhé. Và em bán với giá chỉ có 160.000 cho 1 kg thôi. Một cái dòng lan mà cái mùi hương, những ai chơi lan chắc chắn là không thể thiếu những cái giò tam bảo sắc cho sân vườn của nhà mình rồi ạ. Cây bản lá đẹp và cây to nhé cô chú anh chị nhé. Và sang bên này đây thì em có cái dòng lan kim điệp nhựa hay còn gọi là kim điệp thơm. Cái dòng hàng này thì hoa có thể nở hoa Tết ạ. Với độ bền của hoa trên 3 tháng, tầm 2 tháng cho đến 3 tháng, hoa dày như những bông hoa nhựa luôn và rất là thơm nữa. Đấy, nên là cái dòng lan mà rất là đáng sưu tầm để mà thưởng thức ạ. Cái giá em bán là 180.000 cho 1 kg thôi, em sẽ bán từ 0,3 kg, từ 0,3 kg luôn. Và bên này sẽ là những cái phần sơn thủy tiên ạ, với những cái giả hành nụ tròn ú ụ luôn này cô chú anh chị này. Đó, với những cái giả hành căng mướt và cực kỳ là đẹp, chờ đợi cho một mùa hoa sơn rực rỡ đấy ạ. Và sơn thủy tiên này em xin phép được bán với giá là 170.000 cho 1 kg ạ. Và sang bên này đây sẽ là cái dòng đùi gà tròn. Đùi gà tròn thì mùa này thân căng mướt và đang bắt đầu là xuống lá để chuẩn bị cho mùa hoa rực rỡ ở mùa xuân rồi. 170.000 cho 1 kg dòng đùi gà tròn cô chú anh chị nhé. 170.000 cho 1 kg ạ. Với những cái thân căng mướt rất là đẹp như thế này, hứa hẹn cho một mùa hoa rực rỡ đấy ạ. Hàng cũng đã cắt tỉa rất là kỹ luôn, 170.000 cho 1 kg. Sang bên này đây sẽ là dòng kim điệp xuân hay còn gọi là kim điệp giấy. Một cái giả hành như thế này có thể cho cô chú anh chị mình được 2 chùm hoa rất là đẹp luôn đấy ạ. Đấy, giả hành căng mướt bự rất là tuyệt vời luôn này. Cái dòng này những nơi ấm áp là sẽ nở hoa Tết nhé cô chú anh chị nhé. Em bán với giá là 140.000 cho 1 kg, em sẽ bán từ 0,3 kg trở lên. Sang bên này đây sẽ là những cái cây dáng hương đuôi sóc và những cây đuôi sóc lá xếp V, căng mướt rất là xinh luôn cô chú anh chị về ghép để sang xuân mình có những cái giò lan cái đuôi sóc rất là xinh để mà thưởng thức hoa rồi. Em bán là 120.000 cho 1 kg thôi. Bên này đây sẽ là những cái cây đai châu Thái, hàng lá xếp rất là xinh đẹp luôn ạ. Hiện tại thì một số cây đã bắt đầu là nhú nụ rồi cô chú anh chị này. Dòng châu Thái thì nó sẽ có rất là nhiều những cái màu sắc. Đấy, nên là khi mà cô chú anh chị sở hữu những cây châu Thái này này, khi mà nó sổ hoa thì hoa sẽ sổ đủ màu sắc rất là rực rỡ luôn. Và 1 kg dòng châu Thái này em xin phép được bán với giá là 450.000 cho 1 kg. 1 kg sẽ rơi khoảng tầm 6 cho đến 8 cây hoặc là 9 cây cô chú anh chị nhé. Đấy thì 450.000 với những cây lá
đẹp như thế này. Và nói chung là cái hàng này là cái hàng trồng thuần của Việt Nam mình chứ không phải là hàng Thái cô chú anh chị nhé. Nên là khi mà cô chú anh chị lấy những cây này á về trồng nó sẽ rất là đảm bảo cây giống và hàng thì không bị lỗi lá như cái hàng Thái. Nếu như cái hàng Thái thì thường là người ta sẽ bóc những cái cây gọi là hàng lỗi để ra người ta bán hàng cân, còn đây là những cái cây hàng của Việt Nam mình mà là những cây rất là đẹp. Sang bên này đây sẽ là dòng giáng hương Hải Âu ạ. Giáng hương Hải Âu em xin phép bán với giá 120.000 cho 1 kg. Với những cái cây lá xếp rất là xinh đẹp luôn. Cái dòng Hải Âu đây ạ. Lá xếp rất là xinh nhá cô chú anh chị nhá. Và sang bên này đây thì em có 2 cái lô hoàng thảo vẩy rồng này. Một lô như thế này đủ cô chú anh chị làm cái giò đẹp luôn ạ. Một lô hoàng thảo vẩy rồng như vậy em bán cô chú anh chị sưu tầm với giá chỉ có 40.000 cho một lô thôi ạ. Bên này đây sẽ là cái dòng lan hài hài Helen. Em có 2 lô hài Helen. Một lô như thế này cô chú anh chị có thể làm được vài ba chậu nhá. Em bán là 80.000 cho một cái lô hài Helen này. Sang bên này đây thì em có một cái phần hoàng thảo Nghệ Tâm ạ. Hay còn có tên là thạch hầu duyên dáng. Hàng hiện tại là bây giờ đã cũng đã xuống hết lá này, cũng đã thắt ngọn và chuẩn bị là đến mùa hoa cô chú anh chị nhá. Cái dòng hoàng thảo Nghệ Tâm này thì thân bé nhỏ thôi nhưng mà khi mà sổ hoa thì hoa cực kỳ là đẹp luôn. Dạ, cô chú anh chị cùng em ngắm những cái mặt bông cực kỳ là rực rỡ của dòng lan hoàng thảo Nghệ Tâm này. Cây bé nhỏ nhưng mà hoa thì rất là sai và đặc biệt là hoa không hề nhỏ luôn cô chú anh chị này. Đó, những cái giò hoa hoàng thảo Nghệ Tâm cực kỳ là tuyệt vời như thế này. Và một cái lô hoàng thảo Nghệ Tâm này này, cả một cái lô như thế này chắc là cô chú anh chị cũng sẽ làm được ít nhất là một cái giò lan cực kỳ là xinh đẹp như vậy rồi. 50.000 cho toàn bộ cái lô này. Bên này đây thì em có một cái combo. Một cái combo là gồm có những cái cây đây là một cái cây lô hồ điệp ấn này cô chú anh chị này. Cây hồ điệp ấn và một cái lô hoàng thảo tam bảo sắc và một cái phần hài hương. Đấy. Cả cái combo này em xin phép được bán với giá là 130.000. Cái lô hài hương này thì cũng khá là nhiều cây cô chú anh chị nhá. Cả cái combo này hài hương thì cô chú anh chị biết rồi ạ, là một cái dòng lan hài rất là quý đúng không ạ. 130.000 cho cái combo này. Sang bên này đây thì em có cái dòng lan hoàng nhạn tháng 4 được coi là chị em song sinh của dòng lan hoàng nhạn tháng 8 cô chú anh chị. Cái dòng lan hoàng nhạn tháng 4 ạ, hoa cực kỳ là thơm và đây là những cái hàng cây đã tuyển chọn cô chú anh chị nhá. 1 kg hoàng nhạn tháng 4 em xin phép được bán với giá là 550.000 cho 1 kg. Em sẽ bán từ 0,1 kg. Với 0,1 kg cô chú anh chị có thể sở hữu ngay khoảng tầm 4 cho đến 8 cây, 4 cho đến 8 cây hoàng nhạn cô chú anh chị ạ. 4 cho đến 8 cây hoàng nhạn. Đây em sẽ cân thử bốc và cân thử một cái lượng hoàng nhạn này. Đây là chỗ này là 0,1 kg luôn này cô chú anh chị này. Và cô chú anh chị nhìn cho em một lô như thế này cô chú anh chị nhé. Được một lô như thế này. Đó là những cây rất là xinh đẹp như thế này. Có 55.000 thôi. Sở hữu ngay một cái lô hoàng nhạn. Là một giò thơm nức nở luôn cô chú anh chị nhé. Và bên này đây sẽ là những cây bạch hỏa hoàng thực sự rất là xinh xắn luôn cô chú anh chị này. Đây là cái mặt đông của dòng lan bạch hỏa hoàng cô chú anh chị thấy nhé. Cái cây bạch hỏa hoàng này thì cái thân của nó ngắn và tròn vo cô chú anh chị ạ. Mập nù và tròn vo luôn. Và khi mà sổ hoa nhé thì bông hoa của nó cũng khá là lớn. Với cái bông hoa, cái họng đỏ, môi vàng cam rất là rực rỡ này. Và cái cánh trắng nuột luôn cô chú anh chị nhé. Cái dòng lan bạch hỏa hoàng ạ. Cái dòng hoa rất là độc đáo luôn cô chú anh chị. Nhìn người ta xem trên lòng bàn tay là cô chú anh chị biết rồi nhé. Và 1 kg bạch hỏa hoàng này em bán 250.000 cho 1 kg. Em sẽ bán từ 0,2 kg, tức là 50.000 thôi ạ. 50.000 thôi thì cô chú anh chị có thể sở hữu ngay những cây bạch hỏa hoàng rất là xinh đẹp, nù nù tròn vo với những mặt bông quá là đáng yêu như vậy. Và ở đây ạ thì về cô chú anh chị cũng sẽ khá là khó ghép cô chú anh chị nhé. Bởi vì nó, nhưng mà với 0,5 thì cũng không phải được quá nhiều đâu. Và khi mà cô chú anh chị ghép thuần rồi đến mùa xuân cô chú anh chị nó nở hoa thì cô chú anh chị sẽ cảm thấy là mình thực sự là được trả công một cách rất là xứng đáng luôn ạ. 50.000 cho 0,2 kg thì cô chú anh chị được giò hỏa hoàng rất là đẹp rồi. Đấy, 250.000 cho một cân cô chú anh chị nhé. Và sang bên này đây ạ, là những cây hồ điệp lá biên hay còn gọi là hồ điệp lá phát tài. Dòng lan tượng trưng cho tài lộc may mắn và sự thịnh vượng đấy ạ. Cái dòng hồ điệp lá biên lá phát tài này này. Đây là cái mặt bông của dòng lan hồ điệp lá biên này cô chú anh chị này. Đó, và những cái cây như thế này ạ, nó không chỉ có biên, nó không chỉ có biên vàng mà nó còn lẫn cả cái biên đỏ nữa, rất là đẹp luôn. Đấy, và cái nụ thì cực kỳ là khỏe, hiện tại là nụ nó đang bắt đầu là phân nụ nhá. Một chậu hồ điệp lá biên hay là lá phát tài này nó sẽ có ít nhất là 2 cần hoa. Để cô chú anh chị có thể có một cái giò lan rất là tuyệt vời để mà thưởng thức này. Có 60.000 cho cái chậu hồ điệp này thôi ạ. Cô chú anh chị nhìn ạ, thân lá quá là đẹp luôn đúng không ạ. Nụ rất là khỏe, thân lá dễ, bộ dễ khỏe. Giá có 60.000 trong cái chậu hồ điệp lá biên như vậy. Sang bên này sẽ là những cái cây hồ điệp hiện tại đang nở hoa rất là rực rỡ này cô chú anh chị này. Tím, môi đỏ,
tím lưỡi đỏ và tím kẻ lưỡi đỏ. Đồng giá chỉ có 40.000 cho một chậu thôi. Cô chú anh chị về được thưởng thức hoa trong một thời gian khá là dài, đồng thời được một cái cây giống tuyệt vời nhé. Và sang bên này đây ạ, sang bên này đây sẽ là em có những cái cây đai châu cô chú anh chị này. Đây là đai châu hồng gấm. Cái này thì nó nở hoa quanh năm ạ. Một dòng lai đai châu lai tạ giống giữa dòng châu Thái và một loại cây khác, với mặt bông xinh đẹp và cực kỳ là thơm mà lại nở hoa quanh năm nhé. Cây thì rơi vào 5 cặp lá trở lên, em bán là 130.000 cho một chậu thôi. Và bên này đây ạ, cô chú anh chị cùng em ngắm cái mặt bông của dòng địa lan cọp đỏ ạ. Dòng địa lan cọp đỏ với những cái cánh hoa mỏng manh và lưỡi đỏ rất là tuyệt vời luôn cô chú anh chị này, với những cần hoa vươn rất là cao, cánh hoa mỏng manh rất là xinh đẹp ạ. Và một cái chậu với cái mùi hương thơm nhẹ nhàng rất là quyến rũ luôn cô chú anh chị này. Đấy, cần hoa vươn rất là cao. Và những cái chậu như thế này ạ, về cô chú anh chị để vào một cái chậu sành hay là chậu sứ để trưng cho phòng khách hay là trước cửa nhà, khoảnh sân đều tạo ra một cái không gian rất là xinh đẹp ạ. Mấy chậu như vậy thì em chỉ bán có 160.000 thôi. 160.000 thôi. Và cái chậu như thế này thì sẽ có 3 nụ hoa, 3 cần hoa để cô chú anh chị có thể thưởng thức nhá cô chú anh chị nhá. Và cây thì rất là nhiều cây, cực kỳ là khỏe luôn cô chú anh chị ạ. Đấy, với chậu thì rất là nhiều cây và sum xuê khỏe đẹp như thế này có 160.000 thôi. Những cái cây này thì người ta trồng bằng cái vỏ thông này cô chú anh chị này, trồng toàn bộ bằng vỏ thông thôi. Nên là cô chú anh chị mình yên tâm luôn là về thì cây sẽ phát triển ở chỗ cô chú anh chị một cách khỏe khoắn và rất là dễ để mà giữ sống luôn cô chú anh chị nhá. 160 cho một chậu ạ. Và bên này đây ạ, là một cái lô thiên nga hàng đang chuẩn bị đi vào mùa nụ mùa hoa cô chú anh chị nhá. Đủ màu sắc để cô chú anh chị có thể lựa chọn luôn ạ. Những cái cây thiên nga với những giả hành bị căng mướt luôn cô chú anh chị này. Thì nói chung là nhà vườn ấy thì người ta cũng có những cái cây hiện tại là đang có nụ đấy ạ. Tuy nhiên thì lấy những cái cây có nụ này về ạ thì nhiều khi là hàng vận chuyển đi xa này, đóng thùng vận chuyển đi xa thì chắc chắn là cô chú anh chị nụ nó sẽ bị chột đi. Nên là em không lấy hàng nụ mà em chỉ lấy những cây bự như thế này, là những cây mà đang sẽ chuẩn bị cho cô chú anh chị được thưởng thức hoa luôn, để về cô chú anh chị có thể được chơi hoa một mùa hoa trọn vẹn nhất cô chú anh chị ạ. Bởi vì là những cây cây cũng như là con người thôi, cứ đến cái giai đoạn trưởng thành như những cây khác thôi ạ, cứ đến cái giai đoạn là bắt đầu sẽ đơm nụ cho hoa, đó là quy luật sinh trưởng. Đủ màu sắc luôn cô chú anh chị nhé. Em có những cái màu đó là màu nâu này, màu đỏ nâu nhá, màu xanh ngọc này, và màu đen hay còn gọi là thiên nga đen hay là hay còn gọi là ngọc trai đen này, và màu đỏ cô chú anh chị nhé. Có 4 màu sắc cô chú anh chị ạ. Xin nhắc lại giá: màu đỏ nâu, màu xanh ngọc, màu đen và màu đỏ. Màu đỏ này cô chú anh chị này, nói chung là cái màu nào cũng đều rất là tuyệt vời. Riêng cái dòng thiên nga thì cô chú anh chị sở hữu mặt bông nào cũng rất là đẹp cô chú anh chị nhé. Đủ màu sắc rất là tuyệt vời luôn cô chú anh chị ạ. Đây là màu đỏ nâu này, màu đỏ này. Mặt bông của dòng thiên nga thì cực kỳ là độc đáo luôn. Và cô chú anh chị có thể thấy là giá trên thị trường, ở đây em bán mỗi một chậu như thế này ạ, giả hành bự nhá, những cây khỏe cực kỳ là to luôn, giả hành rất là bự luôn, với giá chỉ có 130.000 cho một chậu thôi. Cô chú anh chị có thể cùng tham khảo giá trên thị trường đấy ạ. Người ta bán trên các cái trang Facebook, mấy chậu như vậy là một cái củ to là người ta sẽ bán 180 cô chú anh chị nhá. Đó, đây ạ. Nên là ở đây ạ, em dám khẳng định rằng với cái giá là 130.000 thì cô chú anh chị sở hữu những cây thiên nga to bự và chuẩn bị hoa như thế này thì là một cái giá phải nói là rất là yêu thương để cô chú anh chị sưu tầm rồi, đủ màu sắc luôn. Còn nếu như cô chú anh chị mà muốn lấy những cây giống nhỏ hơn thì em cũng có những cây nhỏ hơn để cô chú anh chị có thể sưu tầm làm giống. Và nhỏ hơn nhưng mà tuy nhiên thì cũng khá là lớn rồi cô chú anh chị này. Những cây này cũng đủ khả năng cho hoa hết đấy ạ. Cô chú anh chị nhìn cho em ạ. Nó cũng rất là to rồi đấy ạ. Nói là hàng giống nhưng mà nó rất là to rồi cô chú anh chị nhá. Cái chậu thiên nga này ạ, thì em bán với giá chỉ có 50.000 cho một chậu thôi. Em cũng có 4 màu sắc, đó là màu thiên nga màu đỏ nâu, màu đỏ, màu xanh ngọc và màu đen cô chú anh chị nhá. Thiên nga đen ạ. Và bên này đây sẽ là cái dòng vũ nữ. Đây là những cây vũ nữ hoàng hậu xanh ạ, với những cần hoa dài cả mét luôn khi mà nó sổ hoa ấy. Rất là bền hoa. Đây là những cây giống thôi. Và một chậu cây giống như vậy thì em bán với giá là 35.000 cho một chậu nhá cô chú anh chị nhá. Thì cái dòng như cái dòng thiên nga thì cô chú anh chị thấy rồi ạ. Chậu nhựa trắng này, cái cây là chậu nhựa trắng nhỏ này là cây giống và em bán là 50.000. Nói là cây giống thôi nhưng mà cô chú anh chị nhìn thấy là rất là to rồi. Đấy, còn cái cây không phải là bé xíu xíu đâu cô chú anh chị ạ.
Dạ, cô chú anh chị nhìn trong lòng bàn tay của em thì thấy rồi. Và bên này đây ạ, là dòng lan vũ nữ cá mập cô chú anh chị nhá. Với sắc hoa tím và đặc biệt là cái mùi hương thì quá là quyến rũ luôn cô chú anh chị này, thơm nức nở luôn. Một cái chậu như thế này ạ, bông hoa rất là to. Một cái chậu như thế này thì sẽ có ít nhất là 3 cần hoa. Nói chung là nó sẽ đều đều là có 3 cần hoa để cô chú anh chị có thể thưởng thức hoa trong cái thời gian đang nụ hoa như vậy nhá cô chú anh chị nhá. Sẽ có khoảng tầm 2 cho đến 3 nụ hoa cô chú anh chị ạ. Chậu thì rất là khỏe luôn. Một cái giò như thế này khi mà sổ hoa thì chắc chắn là sẽ cô chú anh chị sẽ thấy là cái mùi hương của nó thực sự là rất là tuyệt vời luôn ạ. Với giò như thế này em bán là 160.000 này. Sang bên này đây thì em có đây là những cái chậu trầm thiên long ạ. Cô chú anh chị nào đã từng chơi lan lâu rồi chắc chắn biết cái mặt bông quá là phải nói là quá là tuyệt vời xuất sắc của dòng lan trầm thiên long ạ. Mỗi chậu như thế này em bán có 80.000 thôi cô chú anh chị nhá. Chậu sẽ rơi khoảng tầm 3 thân. Nụ luôn. Sắc hoa tím lịm luôn và sáng bóng cũng như là cánh sáp bóng rất là dày bông. Đấy, cái mặt bông này cực kỳ là đẹp nhé cô chú anh chị nhé. Và bên này là cũng là một cái dòng lan mà mặt hoa đẹp mà giá thì vô cùng rẻ luôn đây. Đây là một cái chậu già hạc hồng ngọc nhé. Một chậu là 3 thân cô chú anh chị ạ, 70.000 cho một chậu thôi. Đấy, một chậu sẽ là rơi vào 3 thân ạ. Một cặp đôi hai chậu lan có 140.000. Đấy, cái công trồng và công chăm sóc thì cô chú anh chị thấy là giá 70.000 cho một chậu lan thì nó quá là rẻ đúng không ạ? À, và sang bên này đây sẽ là những cái chậu hoàng thảo chuỗi ngọc. Thì cái hoàng thảo chuỗi ngọc em có bán hàng cân bên kia rồi cô chú anh chị. Và có cả hàng thuần này nữa đây. Cô chú anh chị thích lấy hàng cân hay là hàng thuần đều được nhá. Đấy, chậu này thì có những cái cây là đã bắt đầu là chồi nụ rồi. Đấy, thân căng như vậy chồi nụ rồi, kể cả hàng cân cũng vậy thôi. Hiện tại cái thân rất là căng như thế này thì chắc chắn là sẽ sớm chồi nụ. Mà mặt bông của nó thì quá là tuyệt vời luôn, riêng dòng chuỗi ngọc này. Cái chậu hoàng thảo chuỗi ngọc như vậy thì rơi vào 5-6 thân hoa trở lên ạ. À, em bán là 160.000 cho một chậu nhé. 160.000 cho một chậu. Và bên này sẽ là dòng trầm cổ này, hay còn gọi là trầm thanh củi. Càng già thì thân sẽ dần dần chuyển sang cái màu xoắn đỏ đậm hơn ạ. À, cô chú anh chị nhìn cho em này. Hàng này là hàng thân thủ khi mà cô chú anh chị chăm đến độ trưởng thành ạ. À, ví dụ như những cái giò này sang năm nữa thôi là nó có thể đạt đến tầm 1,5 m một thân, và cái thân của nó có thể to hơn cái ngón tay cái luôn cô chú anh chị nhá. Và hàng như năm ngoái em bán một thân cái hàng hoa Tết ấy ạ, là trên 100.000 cho một thân. Thì mỗi chậu rất là sum suê như vậy vậy ạ, rơi vào 6 thân trở lên. Em bán với giá có 180.000 cho một giò thôi cô chú anh chị này. 180.000 cho một cái giò trầm cổ hay là gọi là trầm thanh củi. Giả hạc di linh xuân về rất là nhiều luôn cô chú anh chị này. Cái dòng già hạc di linh xuân này là dòng hoa Tết nhá. Một cái cây phi điệp mặt bông cực kỳ là đẹp và nó nở hoa Tết ạ. Một chậu sẽ là một thân hoặc là hai thân. Nếu như là một thân thì nó dài khoảng tầm 40 cm. Nếu mà hai thân thì sẽ dài khoảng tầm 30 cm cho một thân ạ. Nụ luôn cô chú anh chị này. Hiện tại là thân đủ căng và đang bắt đầu là xuống lá rồi đây. Một cái chậu như thế này có 50.000 thôi ạ. Một chậu là 50.000 thôi cô chú anh chị nhá. Quá là rẻ luôn ạ. Một chậu 50.000. À, cô chú anh chị lấy 3 chậu chỉ có 150.000 sở hữu ngay 3 chậu già hạc di linh xuân rất là đẹp. Để mà cô chú anh chị có thể thưởng thức hoa Tết hoa xuân rồi. Rất là đẹp luôn. Đấy, 150.000 là cô chú anh chị đã được 3 chậu di linh xuân cực kỳ là đẹp luôn rồi cô chú anh chị nhá. Thân nú luôn và thân đen chuỗi như thế này. Hứa hẹn cho cái một mùa hoa tuyệt vời đấy ạ. Và sang bên này đây ạ. Cô chú anh chị nhìn cho em đây là những cái chậu đen rô xuân rất là khủng. Đảm bảo cho cô chú anh chị khi mà nở hoa thì sẽ được một cái chậu lan phải nói là đẹp như ý luôn. Cái dòng đen rô xuân này khi mà sổ hoa thì hoa của nó rất là sai bông. Hàng cô chú anh chị nào đã được ngắm hoa đen rô xuân, và đặc biệt là cái hàng mà bên Trung Quốc tuồn sang Việt Nam mình thì biết rồi. Sai hoa chi chít luôn. Cái một thân như thế này chỉ cách gốc khoảng tầm 10 cm, hơn 10 cm thôi là bắt đầu là sẽ cho hoa nhé. Cả một cái thân hoa dài 20-30 phân luôn mà chi chít là nụ luôn. Là cái mặt bông hoa bói thôi nhưng mà cực kỳ là xinh đẹp luôn này. Với chậu như thế này thì em bán có 180.000 thôi cô chú anh chị ạ. 180 thôi cô chú anh chị nhá. Còn nếu mà cô chú anh chị mà lấy hàng bên Trung Quốc tuồn sang đến mùa hoa ấy, hai thân là người ta cũng bán trên 200.000 rồi. Bên này đây sẽ là những cái chậu lan kiếm phan trí gieo hạt ạ. Và chậu nhiều giả hành và khỏe khoắn như vậy em bán với giá là 110.000 cho một giò. Và bên này đây ạ là những cái chậu giả hạt châu như lưỡi bệt nhá. Cái chậu như vậy thì cô chú anh chị thấy ạ, chậu rất là khủng và nhiều thân luôn. Có 140.000 cho một chậu thôi. Với cái hàng này ấy thì là hàng chuẩn tem mác và sẽ chuẩn mặt bông lưỡi bệt rất là đẹp nhá. Đây ạ, cô chú anh chị cùng em ngắm cái mặt bông của dòng giả hạc châu như này.
lưỡi bệt rất là đẹp như thế này. Đó. Và giá một chậu to đùng như thế này có 140 thôi. Sang bên này đây thì rất là nhiều những cái mặt hàng hoa đẹp mà em đã chia ra theo từng hình rồi. Và những cái giò hoa Tết với cái giá rất là yêu thương luôn. À bên này đây, đây chứ ạ. Em giới thiệu đến cô chú anh chị một cái mặt bông phải nói là chinh phục mọi người chơi lan khó tính nhất nhé cô chú anh chị nhé. Những người chơi lan lâu năm nhất thì cái mặt bông này vẫn là một cái lựa chọn, một cái đam mê, một cái lựa chọn cho người ta. Đây là những cái bông hoa bói phi điệp 5 cánh trắng họng hồng ạ. Cánh trắng nuột nà luôn và cái hoa thơm nức luôn. Ở đây có hai cái bông hoa bói thôi mà thơm nức nở luôn nhé. Một cái chậu như thế, một cái thân như thế này, phi điệp 5 cánh trắng họng hồng như thế này ạ. Như năm trước là một thân trên 300.000 ạ. Còn hiện tại này, một chậu như vậy rơi vào 6 thân trở lên ạ. Hàng này hoa Tết cũng là hoa Tết, thơm thơm nức luôn cô chú anh chị ạ. Một cái giò như vậy có 180.000 cho một chậu thôi ạ. Để sở hữu ngay một cái giò lan rất là đẹp như thế này, có 180 cô chú anh chị nhé. Và sang bên này đây thì rất nhiều những mặt hàng lan đẹp mà em đã chia ra theo từng hình rồi để cô chú anh chị có thể ngắm và lựa chọn cho mình những cái giò lan gọi là ưng ý nhất ạ. Em xin phép được giới thiệu đến cô chú anh chị này. Đầu tiên sẽ là những cái hình dáng hương đuôi cáo, cũng thỉnh thoảng thôi, cũng lâu lắm rồi. Cái dáng hương đuôi cáo thì bây giờ là nó cũng khá là ít rồi cô chú anh chị ạ, không có nhiều. Cái hình dáng hương đuôi cáo này em gọi là hình số 1 này, hình này lô này có 5 cây luôn cô chú anh chị nhé. 5 cây to bự luôn ạ. Ghép bây giờ là sang xuân có giò lan quá là đẹp để thưởng thức luôn những cây to này. Em bán với giá chỉ có 130.000 cho cái lô cáo này thôi ạ. 130.000 thôi cô chú anh chị nhé. 5 cây rất là to và đẹp luôn. Hình tiếp theo hình số 2, cái lô này 6 cây. Đấy, 6 cây. Và lô này cũng là 6 cây lớn đấy cô chú anh chị này. Lô này em cũng bán 130.000 và tiếp theo là lô số hình số 3. Lô này có hẳn 20 cây luôn ạ. 20 cây luôn, nó nhưng mà nhỏ nhỏ hơn một chút xíu. Em bán cũng 130.000 và sang bên này sẽ là hình số 4. 2 cây châu rừng bắc trụ, lá mít này, lỗi lá nhẹ nhẹ thôi cô chú anh chị ạ. Mít bản lá dày cộp luôn và hiện tại đang nhú nụ này. Mới cặp đôi này. Đấy. Lỗi rất là ít thôi cô chú anh chị nhá. Với giá 130.000. Hình tiếp theo sẽ là hình số 3. À hình số này là hình số 5 nhá. Cũng là một cái cặp đai châu mít cực kỳ là đẹp luôn. Nè. Như cái cây này thì phải nói là siêu VIP này cô chú anh chị này. Cực kỳ là đẹp, nó chỉ hơi nứt lá đây một chút xíu thôi. Đấy. Lỗi rất là ít mà cái nụ đang trồi lên to đùng luôn này. Một cái cặp đôi này em xin phép được bán với giá là 150.000 này. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 6 ạ. Hình này 3 cây nhé cô chú anh chị nhé. 3 cây nói chung là cũng lỗi rất là ít thôi. Đấy, nhìn kỹ thì mới thấy cái lỗi của nó thôi ạ. Cây này dập một chút và cũng đang nụ nhá. 3 cây này em bán là 140.000. Sang hình tiếp theo sẽ là những cái hình châu Thái. Châu Thái thì em có bán hàng cân bên kia, cô chú anh chị có thể lựa chọn. Hoặc là mua theo hình này này. Hình số 7 có đến bao nhiêu cây ạ? 7 cây luôn nhá. 7 cây châu Thái không lỗi lá, khá là lớn đẹp như thế này. Với giá có 160.000 thôi. 160.000 cho hình số 7. Hình số 8 cũng là một châu Thái này. Quá là đẹp luôn cô chú anh chị này, bản lá to bự luôn ạ. Một cặp đôi rất là đẹp. Với giá em bán là 170.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 9. 150.000 cho hình này có 8 cây luôn nhá. 8 cây châu Thái ạ. Khá là lớn luôn nhé, không phải bé đâu ạ. Mỗi một cây còn chưa đến 20.000 ạ. Sang hình tiếp theo là hình số 10 cô chú anh chị nhìn này. Cặp châu Thái có lỗi lá một chút xíu thôi. Riêng dòng châu Thái này khi mà sổ thì rất là nhiều màu sắc đẹp. À, cây này thì lỗi ở chỗ là cắt cái lá chân này một chút chút thôi cô chú anh chị ạ. Hình này em bán với giá là 170.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 11. Hình số 11 này thì có 2 cây. 2 cây rất là đẹp luôn. Đó. Hình này 2 cây cô chú anh chị nhá. Và em bán với giá là 180.000 cho cặp đôi này. Và tiếp theo sẽ là hình số 12 ạ. Hình số 12 này có 4 cây. Và 4 cây này thì em bán có lỗi lá một chút cô chú anh chị ạ. 4 cây khá là lớn. Lỗi lá một chút xíu thôi, 160.000 ạ. Hình số 13, 2 cây rất là đẹp luôn này, 200.000 cho 2 cây này không có lỗi lá nhá. Hiện tại thì cây đang bắt đầu là nhú nụ rồi đấy ạ. Hình số 14, 4 cây. 4 cây này em bán với giá là 180.000 này. 4 cây lớn nhé cô chú anh chị nhá. Hình số 15, 3 cây ạ. 3 cây này em bán với giá là 190.000, 3 cây châu Thái rất là đẹp. Sang hình tiếp theo sẽ là những cái giò vôi này. Cái giò vôi hoàng thảo vôi 16 ạ. Cây vôi 16 này em bán với giá là 140.000. Và vôi 17 cũng là 140.000. Vôi chỉ thơm, độ thơm của nó chỉ sau trầm thôi ạ. Vôi 18 cũng là 140.000 ạ.
140.000 nhá. Và vôi số 19 ạ. Vôi số 19 thì cũng với giá em ạ, đâu đây, đây là long tu chứ, 120.000. 30 cũng là 120.000. Và 31 này, hình 31 này. Long tu xuân hình 31 này em bán với giá là 140.000. Sang bên này đây sẽ là hạc vĩ thiên cung lữ bố này, cô chú anh chị này. Cái mặt bông của thiên cung lữ bố ấy ạ. Hoa siêu đậm luôn cô chú anh chị nhá. Hàng chuẩn mặt bông cô chú anh chị nhìn cho em. Đây là một cái mặt bông sổ hoa đầu ngọn thôi ạ. Cái lưỡi của nó rất là to cô chú anh chị này, khác hẳn với cả cái hạc vĩ rừng của mình ấy. Những cái bông hoa bói đầu ngọn cô chú anh chị thấy là cái sắc hoa tím đậm luôn đúng không ạ? Hàng chuẩn mặt bông cây giống cô chú anh chị nhá. Trước đây một thân thiên cung lữ bố đầu tiên em được bán cách đây vài năm một thân là trên 100.000. Còn hiện tại cả một cái giò đẹp như thế này cũng chỉ có hơn 100.000 một xíu. Cô chú anh chị cùng em ngắm trọn vẹn cái mặt bông của cái dòng thiên cung lữ bố này cô chú anh chị này. Sắc hoa rực rỡ như thế này, chuẩn mặt bông như thế khi mà nó sổ hoa cô chú anh chị nhá, sẽ là những cái tác phẩm cực kỳ là tuyệt vời. Hoa nở một cách tự nhiên và sai hoa một cách tự nhiên. Cô chú anh chị này, những đây là chậu thiên cung lữ bố mà em bỏ tại vì là nó ít thân mà. Và như năm ngoái thì giá nó cũng chưa không phải là cao như hồi trước đây nữa. Nên là chậu này là ít thân nên em treo bờ rào này. Cũng sổ hoa tự nhiên rất là đẹp như thế này cô chú anh chị ạ. Hàng là chuẩn mặt bông nhé cô chú anh chị nhé. Và một cái chậu thiên cung lữ bố này em gọi chậu này là chậu 22 ạ. Cái giò 22 đây cô chú anh chị này. Thiên cung lữ bố hình 22. Một cái giò như vậy với giá em bán chỉ có 160.000 thôi nhé. Và hình tiếp theo sẽ là hình 23, cô chú anh chị có thể lựa chọn. Một cái giò lan đẹp, một tác phẩm tuyệt vời luôn. 130.000, à 140.000 ạ, à 150.000 ạ. Hình 24 ạ. Cái giò này đang có một cái hoa bói đầu ngọn và cái thân rất là dài đấy cô chú anh chị. Bông hoa bói đầu ngọn tím lịm luôn đây. Cái giò này em bán là 170.000 cô chú anh chị nhá. Tiếp theo sẽ là hình số 25. 25 em bán với giá cũng là 170.000, cũng đang có một bông hoa bói đầu ngọn. Và hình tiếp theo 26. 26 cũng là 160.000 đây, quá là đẹp, nhiều thân lắm cô chú anh chị ạ. Hình số 27. Hình số 27 này. 170.000 cô chú anh chị nhá. Và hình 28 ạ, thân tím lịm luôn, chưa biết là cái mặt bông như nào. Hàng này hoàn toàn là hàng ươm ki cô chú anh chị ạ, 160.000 cho cái chậu này. Nói chung là 150-160 thôi, tầm đấy thôi cô chú anh chị ạ. Hình tiếp theo sẽ là hình số 29. Cái giò này em cũng bán với giá là 160.000 nhá. Rất là nhiều thân luôn, hơn chục thân luôn ạ. Và tiếp theo sẽ là hình số 30. Là chầm rồng đỏ nhá cô chú anh chị nhá. Chầm rồng đỏ ạ. Chầm rồng đỏ thì chắc là lô này sẽ là lô hàng rẻ cuối cùng nhá. Hình số 30. Bây giờ là sau bây giờ chuẩn bị đến Tết rồi và người ta sẽ giữ hàng để bán hoa Tết được giá cao hơn. Bởi vì mỗi một thân như thế này hàng hoa Tết không dưới 100.000 đâu ạ. Một cái chậu này ạ. Một chậu này là có hai thân nù cực VIP luôn với giá em bán là 140.000 nhá. Tiếp theo sẽ là hình số 31, cũng là hai thân siêu VIP này. To hơn cái ngón tay cái của em rất là nhiều luôn. Cũng với giá là 140.000, hình 31, hình 32. Cái chậu này là có tất cả là 5 thân này. 5 thân ạ. Cái giò này em bán với giá là 160.000. Và bên này đây sẽ là giả hoa hồng đỏ ạ. Giả hạc hoa hồng đỏ, cô chú anh chị nhá. Cái dòng lan mà trước đây ạ, giá rất là đắt luôn mà em cũng không hiểu vì sao là lúc đấy em cũng chưa được ngắm cái mặt bông giả hoa hồng đỏ, em cũng không hiểu vì sao là cái giá của nó lại đắt như vậy. Tuy nhiên thì sau khi mà thấy cái bông hoa của nó nở thì thực sự mà nói là em cực kỳ là bất ngờ. Cái thân như vậy thôi nhưng mà khi mà sổ hoa cái bông hoa đỏ đậm rất là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Đúng chuẩn như cái tên gọi của nó là giả hạc hoa hồng đỏ, một cái chậu này. Và bình thường thì cái thân của nó rất là nhỏ nhá cô chú anh chị nhá. Nhưng mà lô này thì thân cực kỳ là mập luôn cô chú anh chị nhìn thấy này. Cái chậu này, chậu này chậu 33 em bán với giá là 160.000 cho cái chậu giả hoa hồng đỏ này. Trước đây là một thân hoa hồng đỏ như vậy cũng 100.000 trên 100.000 đấy cô chú anh chị. Tiếp theo là 34 này, em bán với giá là 150.000. Và 35 ạ. Giả hoa hồng đỏ 35 này, với giá em bán là 150.000 nhá. 36 cũng là 150.000, 160.000. Và 37 là 150.000 này. 38 cũng là 160.000 cô chú anh chị ạ. Thân mù ú luôn. Bên này sẽ là dòng giả hạc Pháp. Cái dòng này cũng là hàng chuẩn hoa Tết cô chú anh chị. Đó, hiện tại là cây đang bắt đầu là chuẩn bị xuống lá và chuẩn bị là nụ luôn. Mặt bông của giả hạc Pháp đây cô chú anh chị này. Giả hạc hoa hồng đỏ thì hoa của nó còn cũng đỏ đậm như thế và thậm chí là đỏ đậm hơn cô chú anh chị nhá.
Cái giò giả hạc Pháp này hình 39 ạ, với giá em bán là 180.000 thôi. Cây đang bắt đầu được thân căng đủ căng hết rồi và chuẩn bị sưng bắt nụ luôn. Nói chung là dòng giả hạc Pháp một dạo nữa thôi là hàng hoa nụ hoa là giá sẽ đội lên rất là nhiều. Một cái giò này 180 này. Tiếp theo 40 cũng là 180 thôi nhá cô chú anh chị nhá. 41 cũng là 180 ạ. 42 190.000 và 43 180.000, 44 cũng là 180.000 này. 45 ạ. 180 nhá cô chú anh chị nhá. 180 cô chú anh chị có một cái tác phẩm tuyệt vời. Hoa này thì rất là sai bông cô chú anh chị nhìn thấy rồi đấy ạ. Sai bông tự nhiên nhá cô chú anh chị nhá. 46 180.000. Cái này sẽ là những cái chậu kiếm va chuẩn mặt bông nhá. Hàng này chuẩn mặt bông cô chú anh chị này. Top đầu trong những mặt bông đẹp đấy ạ. Kiếm trắng Thái Nguyên này. Hàng này em bao chuẩn mặt bông 180.000 ạ. Bên này sẽ là cái chậu trắng, cũng là trắng Thái Nguyên, chậu này cũng là 3 thân 180. Và chậu này sẽ là vàng cánh bầu Hải Phòng 250.000 và vàng cánh chim 120.000. 120.000 cho chậu này là hình số 50 51, là hình 51 là trắng Hạ Long 180.000. 52 là một cái chậu lan vàng Tây Ninh ạ. Tây Ninh, vàng Tây Ninh này trước đây một cái thân rơi vào vài triệu, cái chậu này chắc phải tầm hơn chục triệu. Hiện tại nó còn 700.000 cho cái chậu này. Và bên này sẽ là hình 53. Hình 53. Đây là một cái mặt bông cực kỳ là phải nói là vô cùng là đẹp. Đây là cái mặt bông gì nhỉ? Bình An Kiếm cô chú anh chị ạ, một mặt bông phải nói là quá là xuất sắc luôn. Giá bán 300.000. Hình tiếp theo 54, 700.000 cho giò kiếm Tiên Vũ cánh bầu mai, ngắm thân lá không đủ mướt rồi cô chú anh chị này. Và sang bên này sẽ là hình số 55. 55 đây là một cái chậu vị hoàng cô chú anh chị nhá. Cái chậu vị hoàng ạ. Chậu này trước đây chắc phải tầm 20 triệu, hiện tại nó còn 900.000. 56 là một cái chậu sổ. Cái dòng đây là cái dòng lan Taiwan 4 sổ cô chú anh chị nhá. Với giá em bán là 350.000. Và bên này em giới thiệu nhanh cô chú anh chị sưu tầm thưởng thức đặc sản Cao Bằng ạ. Đây là nấm hương rừng với giá em bán là 140.000 cho một túi 1 kg, miến rong phe đén 100.000 cho một túi 1 kg, măng mầm với giá em bán là 200.000 và chè ô long của Hùng Nguyên Bình Cao Bằng nhá. Cô chú anh chị nào đã thưởng thức chè ô long rồi thì thường là sẽ đặt lại hàng đây cô chú anh chị này. Vị thơm ngon rất là đặc biệt và cực kỳ là sạch luôn, hàng bảo đảm chuẩn của cái hàng vùng núi phe đén của vùng Nguyên Bình Cao Bằng. Bên này sẽ là nấm ngọc cầu 150 và rễ mũ tần 120. Tầm gửi cây chanh em bán 220 và hoàng tinh 200.000 ạ. Bên này sẽ là các cái chế phẩm vật tư dành cho hoa lan, vỏ thông nhá. Vỏ thông em có size 12, đủ size ạ. Đây không ạ. Giớn vụn em bán 40.000 trong 1 kg và rêu rừng là 50.000 trong 1 kg. Atomic 10.000 trong một gói, duy xanh 50.000, duy đỏ 60.000. Hùng Nguyễn 25.000 trong một lọ, dưỡng chất AB 85.000 trong một lọ nhá. B1 Thái 40.000 cho một lọ, B12 giải độc cho cây với giá là 30.000 cho một lọ. Super Thai hóc môn tăng trưởng ạ. Với giá là 50.000 cho một lọ này. Và cái phân bón, ba loại phân bón lá dành cho các giai đoạn tăng trưởng của cây với giá là 35.000 cho một lọ. Ba loại phân bón thông minh tăng trưởng có kiểm soát đồng giá 30.000 cho một lọ. Và đây là cái thuốc đặc trị côn trùng nhá, với giá là 90.000 cho một lọ. Này sẽ là phân trùn quế nguyên chất dòng cao cấp ạ. 35.000 cho một túi 1 kg. Bên này cây bộ lan chiều dài 100m giao cắt kèm theo tiện dụng 35.000 cho một cuộn. Cho đề ma phân bón vi sinh kháng nấm ạ. Em có túi 1 kg với giá là 50.000, một hộp 1 kg với giá là 130.000 và chi kin kin bun đặc trị thối nhuyễn 25.000 cho một gói. Và đặc biệt cái sản phẩm phân bón hữu cơ vi sinh ạ. Được làm từ dịch chuối, phân trâu và đỗ tương đã ủ men vi sinh ủ kháng nấm trong vòng trên 2 tháng. Sản phẩm này với giá là 35.000. Một cái sản phẩm em nghĩ rằng cực kỳ là tuyệt vời, một cái lựa chọn hoàn hảo của cô chú anh chị những người chơi lan nhé. Thứ nhất hoàn hảo ở chỗ đó là cung cấp giá trị dinh dưỡng một cách tối đa, hạn chế nấm bệnh. Ngoài ra thoải mái bón mà không sợ đen đầu rễ, cực kỳ là an toàn mà lại cung cấp dinh dưỡng tối đa cho chính chị ạ. Và bên này thì em vẫn có sản phẩm đó là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng ạ. Em bán với giá là 40.000 cho một lọ nhé. Giờ có dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt này. Dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt 40.000 cho một lọ tinh dầu hồi này. Nó có rất là nhiều những tác dụng dược liệu tuyệt vời ạ. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay bên em đang có và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi.